Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn cái bộ vi sai xích và các cái loại trục mâm rừng, gối đỡ, vòng bi, má phanh, tăm bua. Đây. Cái này bán về cho các bạn tự gia công. Ví dụ như cái mâm này, đây nó có cái gối đỡ này, các bạn về nhà chỉ mua cái vòng bi 6206 và các bạn hàn cái ống phi 60 theo cái chiều dài của cái ống này thôi là các bạn có thể làm thành một cái cầu xích. Mình giới thiệu cho các bạn vậy để cho các bạn làm thì cho giá thành nó rẻ đi. Đấy, cái mâm phanh này là mâm phanh 160 này, đây là cái tăm bua của nó này, đây là mặt trong này, còn đây là mặt ngoài bốn ốc này. Bốn ốc này là bốn ốc 710 các bạn nhé. Đấy, trục thì có các cỡ trục dài ngắn khác nhau, từ 30, 40, 50, 60, 70 đều có. Trên cái đầu vi sai này thì nó có cái vòng bi sẵn rồi đây. Các bạn làm ống thì các bạn chỉ cần làm một cái mặt bích xong các bạn bắt bốn cái ốc vào đây là xong này. Cái này mình làm mặt bích thì mình cũng chỉ cần khoét một cái lỗ làm sao nó vừa với cái trục này, nó xuyên qua là được, không nhất thiết là cứ phải vừa khít với cái ống 60, bởi vì là vòng bi nó ốp vào trong đấy rồi. Trên cái mặt bích này cũng vậy, các bạn chỉ cần làm một cái mặt bích các bạn khoét là vừa cái lỗ để trục nó xuyên qua trục này thôi. Đấy. Còn đây là các cái mặt mâm rừng tăm bua này. Đấy. Đấy, các bạn đóng vòng bi vào đây, ốp vòng bi vào đây. Đấy, thì các bạn là sẽ ốp vào cái này trước. Đấy. Ốp vào cái này. Ở trên cái cầu là các bạn là có bốn con lỗ, các bạn bắt vào đây thì các bạn sẽ gia công được cái cầu xích thôi. Giá nó sẽ rẻ hơn đi một chút so với này mình mua nguyên cái cầu. Đấy là cái phần vi sai. Còn công dụng của vi sai xích như thế nào thì các bạn cũng biết rồi, nó chủ yếu là để nó dành các cái chuyển động khác nhau giữa hai đường bánh khi vào cua thì nó sẽ có một bánh nhanh bánh chậm. Còn khi đi đường thẳng thì nó truyền lực đều ra hai bánh, lúc nào nó cũng sẽ truyền lực ra hai bánh. Vi sai xích này thì vừa với lại xích xe máy. Và tải trọng thì khoảng 1 tấn cũng không vấn đề gì hết, đối với cái vi sai xích này rất là khỏe. Đây, các bạn nhìn tổng thể một cái bộ như này. Và bộ này thì có giá là khoảng 1 triệu 3 đến 1 triệu 4. Tùy theo trục dài với trục ngắn. Đây là cái trục 30. Ngắn nhất là trục 30. Video thì đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ xem video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Các bạn mua lẻ cũng được, bên mình đều bán hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.